82. Trần Thị Kim Hoa, 82 tuổi. Dâng tặng cho đời trọn trái tim, nguyện cầu thế giới mãi bình yên, mong ước lâm chung sanh tịnh độ, xá lợi chứng minh đã thỏa nguyện. Bà Trần Thị Kim Hoa sinh năm 1932, cư ngụ tại 11 Đinh Tiên Hoàng, khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc. Thân phụ là cụ ông Trần Phước Châu, thân mẫu là cụ bà Huỳnh Kim Tuyến. Bà là chị ba trong gia đình có 11 anh em. Thuở ấu thơ, nhờ có bà dì nhắc nhở cho nghe về nhân quả và Phật Pháp. Bỗng dưng, bà tự giác ngộ nên đã phát tâm ăn chay kỳ, trong khi các chị em khác thì không. Năm lên 17 tuổi, có lần làng quê của bà xảy ra chiến cuộc ác liệt, dân chúng bị kẹt ở giữa. Bà đang nằm dưới cảng C, bèn chí thành khấn nguyện. Nếu mà sự thật trên đời này, từ hồi nào tới giờ Phật Pháp thật sự tồn tại, thì cho con khấn nguyện sau khi tàn ba cây hương thì sẽ có lệnh ngừng bắn để dân chúng tản cư tránh chết chóc. Nếu được y như lời con nguyện, con sẽ xuống tóc ăn chay 3 tháng. Bà nguyện xong, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, quả nhiên có lệnh ngừng bắn. Khi mọi người đã di dời đến địa điểm an toàn rồi, bà bèn thưa với cha về vụ việc vừa qua. Nghe bà thuật xong, cha của bà bật khóc. Con ơi, trên thế gian có nhiều lời khấn vái, sao con không khấn mà con lại đi vái xuống tóc hả con? Bởi vì trong đàn con, bà là người có những điểm nổi bật hơn hết, nên ông lúc nào cũng chú ý quan tâm. Đặc biệt là mái tóc của bà rất đẹp. Khi lên 20 tuổi, bà kết hôn với ông Trầm Hồ, sinh được 7 trai 3 gái. Gia đình bà sanh sống bằng nghề bán quán ăn. Tính tình của bà thẳng thắn, vui vẻ, có óc tìm tòi và sáng tạo, làm việc rất nghiêm túc. Đối với con cái thì có trách nhiệm, hễ hứa với ai điều gì thì bà nhất định phải làm cho bằng được. Năm hơn 30 tuổi, bà quy y Tam Bảo với sư Giác Giới, được pháp danh là Chân Ngọc. Hiện giờ, sư là Hòa Thượng Viện Chủ Tịnh Xá Ngọc Viên tại Vĩnh Long. Năm 1975, do chứng kiến những vết tích đau thương của chiến tranh và những nỗi kinh hoàng sợ hãi còn đọng lại sâu đậm trong lòng người, bà một lần nữa khấn nguyện, nguyện cầu cho đời sống đồng bào sớm được ổn định, dân chúng nhanh chóng được an cư lạc nghiệp. Lần này, bà phát nguyện xuống tóc và trường chay trọn đời. Từ đó, bà thường lui tới các chùa và tịnh xá để nghe pháp, tu học cùng cúng dường. Quán ăn của bà từ mặn chuyển sang bán các món chay, lấy pháp danh của mình đề tên cho bảng hiệu quán. Khi bắt đầu dùng chay, có những lúc bà thèm hộp vịt kho với thịt dữ dội, bà tự cảnh sách lấy mình. Mày ăn bao nhiêu năm nay rồi, không đủ hay sao mà còn thèm đồ mặn hả mày? Mày coi nè, tao cho con chó ăn mà nó không thèm ăn nữa nè. Thế rồi bà bới một tô cơm, múc thịt kho hột vịt cho vào để dưới đất và kêu con Kiki trong nhà đến. Con chó này thường ngày không ăn gì ngoài bánh in, nên khi nó chạy đến, chỉ lấy mũi ngửi ngửi sơ qua rồi bèn bỏ đi chỗ khác chứ không ăn. Bà tự chửi mình. Đó, mày thấy chưa? Mày còn thua con chó nữa. Tao cho nó ăn mà nó không thèm ăn. Còn mày ăn bao nhiêu năm nay rồi, không đủ hay sao? Nhờ vậy mà lần hồi bà đã tự chiến thắng chính mình. Quả thật như lời Phật dạy, thắng được mình là chiến công oanh liệt nhất. Cổ đức đã từng khuyên: nhớ Phật đã có ngày bảo tới, rằng liên hoa hạ giới muốn xem, thì tâm trần tục ưa thèm, nên đem nó đổi lòng tìm liên hoa. Liên hoa nếu người ta muốn gặp, tất lòng mê trần tục tan dần. Tự mình cố gắng tu thân, có ngày liên hội được phần tham gia. Liên hoa nếu nói ra thường tánh, sanh trong bùn mà chẳng hôi bùn. Nhưng theo nghĩa của Phật dùng, liên hoa là chốn không tùng trần gian. Phật đã chỉ đường sanh Phật quốc, Phật đã cho biết trước cuộc đời. Không tu là bởi tại người, chứ không tại Phật chẳng lời dạy răng. Ráng tu bớ kẻ tăng người tục, ráng thắng qua các dục tâm trần. Lấy phàm thân đổi Phật thân, chớ vì phàm xác diệt chân linh hồn.
Lúc đương thời, bà cùng chồng thường đi chùa hoặc tỉnh xá mỗi tháng định kỳ vài ngày, vì còn phải lo làm kiếm sống. Khi chồng mất lúc ông 61 tuổi và khi các con đã trưởng thành đều an bề gia thất, thì bà chung sống với cô con gái thứ tư. Bắt đầu từ đó, bà chuyên tâm tinh tấn tu hành. Bà thường đến tỉnh xá Ngọc Quang mỗi ngày 3 thời, sáng, trưa, chiều, tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, bớt đi những thiên tai nhân họa và cộng tu niệm Phật với đại chúng. Mặc dù bà dốt, không biết chữ, nhưng khi tụng với mọi người, bà lắng nghe rồi dò theo. Qua năm sau thì bà đọc chữ được rành rẽ. Có lần bà nói với cô Tư: "Con ơi con, bữa nay em con rước trễ, má đi bộ từ tỉnh xá về. Má gặp bà bán vé số cùng đi chung đường. Nhìn bóng dáng của bà, má thấy má hạnh phúc lắm. Vì cùng trang lứa với nhau mà mình đâu có khổ sở như bà. Vậy tại sao mình không cố gắng mình tu?" Và bà nói thêm: "Khi nghe Pháp con không cần phải nghe hết những lời của sư dạy, chỉ cần tâm đắc một câu nào đó rồi làm theo được câu đó là tốt lắm rồi." Trong kinh Pháp Hoa, bà thích nhất là đoạn thí dụ nhà lửa. Bà hay nói: "Phật dùng đủ phương tiện kêu con ơi con hỡi mà mình cứ ở trong đó chứ không chịu chạy ra. Cũng như chúng ta mãi lanh quanh lẩn quẩn dính mắc đắm nhiễm bao nhiêu thứ, được mất, hơn thua, tranh danh đoạt lợi, thăng trầm dinh nhục, thắng thối, thịnh suy, để rồi bị lửa vô thường thiêu đốt, nhận chịu vô vàn thống khổ, vô lượng đau thương." Bà cũng thường cùng bạn đồng tu đi các nơi cúng dường Tam Bảo và ủy lạo, nhất là bà rất ưa thích phóng sanh chim cá. Khi tuổi càng lên cao thì bà không còn tụng kinh nữa mà chỉ tinh chuyên lễ Phật, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Từ năm 2005 đến 2008, bà liên tục dự Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, có khi cả tháng con mới ra rước về. Đến năm 2009 trở về sau thì thường nhập thất ở tỉnh xá Ngọc Quang do sư Giác Hóa hướng dẫn. Ban đầu thời gian nhập là vài tuần, rồi tăng dần lên một tháng, rồi tăng lên tới 6 tháng. Bà hay nói: "Bây giờ mình lớn tuổi, muốn cho lẹ đâu còn đủ thời gian để đọc từng bài kinh dài ngoằng nữa, thì mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật niệm tới đi là nó lẹ nhất thôi, chớ không có cách nào khác." Hôm nọ cô Tư khuyên bà: "Má ơi, má nhập ngắn ngắn, chớ dài ngày quá, có bề gì mấy đứa con làm sao mà biết đường mà lo." Bà đáp: "Con ơi, mỗi lần dọn đường để được nhập thất không phải là chuyện dễ, nên dọn đường rồi mà mình tu ngắn ngày quá thì nó rất uổng. Tại vì khi mình vô thất thì mọi thứ mình phải dứt bỏ, má xem như má đã chết rồi." Bà cũng thường dạy: "Nếu con chờ rảnh con mới niệm Phật thì tới chết cũng chưa niệm được, nên con phải vừa làm công chuyện vừa niệm. Nếu con sợ phân tâm thì con phải đếm số vô. Nhưng mà trước khi niệm Phật con phải sám hối, bởi vì mình là chúng sanh tội lỗi đầy dẫy, cho nên mình phải sám hối với những tội lỗi đã lỡ tạo gây ra từ hồi vô thỉ tới ngày hôm nay. Giờ con một lòng ăn năn sám hối, xin ân trên chư Phật mười phương từ bi chứng minh cho con. Con xin chừa, từ đây trở về sau con không dám tái phạm, rồi hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong mười phương ba cõi này được an lạc, hòa bình, kẻ âm được siêu, người dương được thới, rồi hồi hướng cho những oán thân trái chủ, cho những vong linh siêu mồ lạc mã, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo." Cô Tư con bà là giáo viên thường đến trường. Cô hay lo ngại tai nạn vì tay lái mình không vững vàng lắm. Bà dạy cô: "Trước khi lên xe còn phải niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 hoặc 10 lần. Rồi con nguyện nhờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con và tất cả chúng sinh đi trên đường này, đi bộ hay đi tàu ghe, xe cộ đều được bình an. Cầu xin Bồ Tát từ bi tiếp dẫn cho những vong linh nào đã trót bị tử nạn vì giao thông tàu thuyền xe cộ được giáng sanh tịnh độ." Vào tháng 3 năm 2014, bà bắt đầu chuẩn bị cho chuyến ra đi cuối đời của mình. Hằng ngày, bà ở trên lầu 3, có niệm Phật đường và phòng ngủ nghỉ, có cả phòng vệ sinh trên đó. Một hôm, bà bảo chú con trai út gọi điện thoại nhờ đội bốc vác đem cái đi văn trên lầu 3 xuống tầng trệt. "Để nữa mà má mất đi
thì má nằm đi văn cho đàng hoàng, chứ chẳng lẽ nằm với bố sao? Con bà bận công chuyện nên hơi trì trệ, bà hối thúc nhiều lần. Chú vừa nói vừa đùa: "Má ơi, má hối còn quá trời, má làm như má đi liền vậy." Bà nói: "Chuyện đó không biết à ngang con." Rồi bà dặn dò các con: "Dù các con có bận rộn cỡ nào thì cũng ráng nhớ niệm Phật. Còn tụi con ăn chay, nếu không nhiều được thì mỗi tháng cũng phải dài 3 ngày, tùy theo sức của mình. Rồi nhớ chia sẻ cho những người xung quanh. Tại vì tụi con kiếp trước đã có tu rồi, nên sinh ra mình được ăn học, tức là mình có trí tuệ. Và mình có công ăn chuyện làm, đời sống hàng ngày của mình không phải lo lắng khổ sở vấn đề cơm áo gạo tiền. Nên mình phải biết chia sẻ với người khác, tức là phải bố thí. Vào ngày sớt bát hàng tháng của má là ngày 27, các con phải duy trì không được bỏ ngang. Rồi mỗi tháng cũng phải nhín ra một chút đỉnh tiền để mua vật mạng phóng sanh." Sau đó bà đi cúng dường Tam Bảo vài nơi. Sáng mùng 5 tháng 4, bà bảo cô Tư: "Hương, Hương ơi, con thấy đường, con cắt móng tay cho má coi." Khi cắt xong, cô hỏi bà: "Má cắt móng chân luôn không?" Bà đáp: "Thôi con ơi, khỏi cắt móng chân, cắt móng tay được rồi." Tới chiều cô con dâu thứ 9 lại thăm bà. Bà kêu: "Vợ thằng 9, đâu con cắt móng chân giùm má coi con." Cô Tư nghe vậy liền nói: "Trời, vậy mà hồi sáng con hỏi má nói không cắt." Bà trả lời: "Cái này má để dành cho vợ thằng 9." Rồi bà hỏi: "Vợ thằng 9 à, bữa nay mấy rồi con?" Cô dâu thưa: "Dạ bữa nay mùng 5 rồi má." Cô Tư hỏi bà: "Má hỏi ngày chi vậy má?" Bà đáp: "Hỏi ngày đặng cho nó đâu ra đó coi." Rồi bà gọi điện thoại cho cô con gái thứ 6 của bà: "Chi ơi, con rảnh không? Tối nay xuống ngủ với má cho vui đi con." 4 giờ sáng ngày mùng 6, bà bảo cô Tư pha nước cho bà tắm và làm cho bà một ly cà phê sữa đá với một ly trà đá. Mọi khi thì 5 giờ bà mới tắm, tắm xong thì uống sữa nóng. Khi ngồi uống sữa, nói chuyện qua lại với các con, cô Tư nhìn gương mặt của bà rất đẹp nên cô ao ước: "Chừng nữa con già mà da mặt của con được như má, con cũng chịu nữa." Bà nói: "Người mẫu mà, đâu phải giỡn." Hơn 5 giờ bà gọi: "Hương ơi Hương, sao má thấy trong người má mệt quá Hương?" Cô Chi đến gần, thấy vậy bèn đưa bà sang bệnh viện, đồng thời điện thoại cho các anh em hay. Nhân viên ở bệnh viện đo huyết áp cho bà thì thấy gần 20. Các con xem tình hình không ổn, trong khi bác sĩ chưa có biện pháp gì xử lý cho bà, nên dự định chuyển tuyến, bèn gọi điện thoại cho xe cấp cứu xuyên Việt. Hợp đồng thuê xe xong, cô Tư cho bà hay: "Má ơi má, mình chuẩn bị đi Sài Gòn nghe." Bà đáp: "Thôi con, không đi, mình về nhà." Cô Tư nài nỉ: "Má ơi, mình bệnh mà, phải ở bệnh viện chứ." Bà quyết định: "Thôi, má khỏe rồi, mình về." Thấy bà nhất quyết quá, các con bèn bỏ ý định chuyển tuyến. Về lại nhà là 11 giờ 30 phút, con cháu xúm lại dây quanh hộ niệm cho bà. Bà cũng niệm Phật theo. Tiếng từ từ nhỏ dần, rồi thanh thản trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ trưa, ngày mùng 6 tháng 4 năm 2014. Bà hưởng thọ 82 tuổi. Khoảng hơn 10 phút sau, Thượng tọa Giác Hóa cùng quý sư và chư Phật tử trong ban hộ niệm của tịnh xá Ngọc Quang lần lượt đến nơi. Qua 8 tiếng đồng hồ sau thì thấy gương mặt của bà tươi vui, sáng đẹp, các khớp xương mềm mại, đảnh đầu ấm nóng. Mọi người rất phấn khởi, đua nhau thăm sờ. Ngày mùng 7 tiến hành lễ hỏa táng, sau đó thu được rất nhiều xá lợi và hoa xá lợi, trong đó đặc biệt là trái tim xá lợi. Điều này làm cho gia đình và toàn thể tăng ni cùng Phật tử tràn ngập niềm vui sướng vô biên. Thuật theo lời Trầm Kim Hương, cô con gái thứ 4 của bà. 83. Lê Thanh Bận, 87 tuổi. Trong ngày tang lễ, có đồng đạo sáu phối tham dự và tường thuật lại rằng: "Bữa 28 tôi ghé thăm ông, tôi có hỏi bộ ông tính theo Phật hay sao mà không uống thuốc, chích thuốc
và ăn uống gì hết vậy? Ông liền đưa lên hai ngón tay. Tôi nói, vậy là ngày 30 ông về Phật à? Ông gật đầu. Và ông đã an tường chút hơi thở cuối cùng vào lúc 9 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 2009, thọ 87 tuổi. Ông Lê Thanh Bần tên thật là Lê Thành Bá, hiện cư ngụ ấp Bình Đông 2, xã Bình Thành Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông, thân mẫu là bà. Dưới đây là dòng hồi ký mà ông đã viết vào lúc tuổi 80. Tôi sinh ra vào năm Quý Hợi 1922 tại làng An Bình, quận Hồng Ngự, nhà dưới quận ba cây số. Gia đình đông anh em, tôi thứ năm, anh thứ ba và thứ tư, người em gái với em trai út. Không được đi học chữ Việt ngữ, quốc ngữ, cha cho tôi làm tiếp ruộng người bạn của cha. Ông này có chức vụ hương chủ trong làng thời Pháp. Ông chỉ có ba người con gái, người thứ hai và thứ ba đều có chồng, chỉ còn cô con gái út tuổi Tỵ nhỏ hơn tôi một tuổi. Thời gian làm tiếp ruộng rẫy, tôi có học chữ Việt ngữ do anh Nhĩ, tức là rể thứ ba của ông, dạy. Còn chữ Nho thì tôi học với ông. Đến lúc thành nhân, chuyện cảm tình lứa đôi lớn dần. Tuy rằng hương chủ thương ông lắm, nhưng vì danh dự, bởi không môn đăng hộ đối, nên vẫn không chấp nhận cuộc hôn nhân giữa ông và cô Út. Mặc dù khi ấy cô Út đã mang thai. Cuối cùng ông ngậm ngùi xin nghỉ việc về nhà. Do nhà nghèo, không có tiền đóng thuế thân, nên ông đã trốn sang Nam Giang, thủ đô Campuchia. Mãi đến sau ngày Nhật đảo chánh năm 1945, ông mới trở về nước. Kế đó, ông học nghề võ, rồi tham gia kháng chiến chống Pháp, cuối cùng gia nhập vào lực lượng bộ đội Nguyễn Trung Trực. Năm 1952, 30 tuổi, ông thành hôn với bà Huỳnh Thị Vinh, sinh được ba trai ba gái. Kể từ đây, số phận đào hoa thật sự bế mạc. Khi bộ đội Nguyễn Trung Trực sáp nhập trở thành quân đội chánh quy thì ông đào ngũ và đổi tên Lê Thành Bá thành tên Lê Thanh Bần. Khi về nhà, ông được người quen giới thiệu vào làm việc tại địa phương, nhưng lương thấp. Mặt khác, có người bạn là Út Phước cho ông mượn hai mẫu ruộng để canh tác. Vì muốn kinh tế gia đình nâng cao nhanh chóng, nên ông rời quê ra Sài Gòn, nhờ người em rể là họa sĩ Ngô Hy giới thiệu vào làm việc trong hãng phim Mỹ Dân. Làm ở đây chỉ được một thời gian thì chuyển qua vẽ quảng cáo, nhưng thấy vẫn không khá khấm cho mấy. Thế là ông não nụ quay lại cố hương để tiếp tục cắt lúa mướn và giăng lưới khi mùa nước lũ trở về. Nhưng không cam tâm, ông trở ra Sài Gòn, được bạn bè giới thiệu vào làm ở trạm xăng dầu, rồi sang làm ở ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Khi màu sắc huy hoàng trước mắt vừa hé mở, thì cánh cửa định mệnh đóng ầm, kéo kín lại. Thế là cố khỉ vẫn hoàng cố khỉ, nghèo vẫn nghèo. Buồn quá, ông quay về quê. Mỗi lần nhìn nắm lục bình trôi theo dòng nước lớn rộng, là mỗi lần nghe lòng dơi đi nỗi niềm tâm sự. Năm 1970, khi chính phủ ban hành luật người cày có ruộng, ông Út Phước đã kêu ông đi khai tên để sở hữu hai mẫu ruộng, ý muốn cho ông hai mẫu ruộng luôn. Bởi vì ông Út Phước rất nhiều đất đai, ông từ chối, trả lời rằng: từ lâu nay anh đã thương tình cho tôi mượn đất để làm, thôi bây giờ tôi cứ làm giùm, giữ đất cho anh. Thà nghèo chết bỏ chứ tôi không có khai. Sau năm 1975, có lần đi thăm đất ruộng gặp lại bạn cũ, khi đôi bên đã hàn huyên tâm sự thật lâu, kể lể tường tận cho nhau nghe bao khúc thăng trầm của cuộc truy tìm sinh kế cao sang. Trước khi chia tay, người bạn tên Tứ của ông nói lời kết thúc với ông rằng: anh nên đi tu là vừa. Qua lần gặp gỡ trao đổi đó, ông chính thức phát tâm trường chay sớm chiều lễ bái chuyên chí tu hành. Ban sơ khởi sự tu tập, ông phải từ bỏ rượu chè thuốc lá và bao nhiêu thứ ưa thích đắm nhiễm của thế tục, nhất là vấn đề ăn chay. Xưa nay đối với ông vẫn là khó khăn bậc nhất. Theo tập tục địa phương, dùng này thông thường người ta dùng chay mỗi tháng 4 ngày,
14, Rằm, 29, 30. Riêng ông từ nào tới giờ chỉ ăn được một ngày đầu, hôm sau bèn trở đũa lập tức. Nên khi nghe ông nói phát tâm trường chay tu hành, thì bà vợ luôn cười chế giễu. Thế thế ông khẳng định mạnh mẽ một câu như đinh đóng cột. Nói thiệt với bà, cái gì tôi không làm thì thôi, nếu tôi làm thì phải làm cho tới đích. Bà vợ đáp, một tháng bốn ngày ông ăn còn không nổi nữa mà tới đích cái gì. Từ đó ông thường xem kinh đọc sách và lưng la kề cận học hỏi với các bậc thiền tri thức gần xa. Dần dà quen biết nhiều người nhiều nơi. Chùa Từ Quan là một trong những nơi ông thường đến tá túc, và pháp môn Tịnh Độ cũng đặt nền móng căn bản ngày một sâu dày. Hoàn cảnh gia đình khảo đảo lắm lúc làm ông rất buồn, nhưng nhờ tin sâu nhân quả mà cố gắng vượt qua, lần hồi ông đã tạm thời khắc phục. Sau đây là dòng hồi ký của ông. Lúc chạy theo đời muốn vợ con ăn sung mặc sướng, lúc tu hành muốn vợ con lo tu hiện để tạo phước đức, để hưởng nhờ kiếp này và kiếp sau, chớ chết là không đâu. Nếu không lo tu hiền sẽ luân hồi. Do đó mình quyết tâm lo niệm Phật, khi chết đừng đầu thai vào cõi ta bà này. Mà thầy tổ đã nói, ta bà khổ ta bà lắm khổ, Tịnh Độ vui Tịnh Độ nhàn vui. Tin chắc lời thầy tổ và kinh giáo của chư Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà mình phải dứt tâm niệm Phật thì mới được sinh cõi Tịnh Độ. Bình thời ông thường đi đây đó để khuyên nhắc về Phật Pháp và khuyến tấn các đồng đạo cố gắng ra sức tu trì, nhất là những vị trẻ tuổi. Giai đoạn tuổi về chiều, ông có sáng tác một số sách lưu hành như Chuyện Ngày Xưa, Nhật Ký Trong Đời Người, Thuật Sự Thế Của Người Tu, Hai Nẻo Đường Người Tu Sĩ, Chuyện Ngày Nay. Nội dung chính các tác phẩm đều có thiện ý xây dựng con người nên sống có đạo đức nhân nghĩa. Ngày 19 tháng 6 năm 2004, đột nhiên ông bị tai biến mạch máu rất nặng, liệt nửa người bên phải. Đưa ra nhà y sĩ Quyên điều trị Tây Y 2 tuần thì ông đòi về. Sau đó chuyển sang dùng đông dược. Qua vài tháng thì bệnh tình đã thuyên giảm 70-80%. Do thuở bình thời ông kết giao rộng nên hay tin ông Lâm trọng bệnh, anh em đồng đạo tấp nập ghé thăm. Nhân đó ông diễn giảng sâu rộng về lý nhân quả, lý vô thường, khuyến tấn lẫn nhau cố gắng tu trì, nhất là các em cháu đồng tu mới phát tâm. Các cháu tu thoát khỏi ta bà, tuổi trẻ rồi đây cũng phải già, bận bịu giàu nghèo rồi cũng bỏ, sao bằng vui niệm Phật Di Đà. Cơn bệnh này thật sự đã đóng vai trò quyết định cho cuộc giảng sanh sáng lạng ở cuối đời của ông. Kể từ lúc ăn chay tu hành, những năm nước lũ lụt dân chúng đói khổ, ông thường dùng cơm ngọ để dành phần còn lại giúp đỡ cho người. Và bao nhiêu tiền mà bạn bè ở nước ngoài gửi về cho ông đều đem ấn tống kinh sách hết. Đến khi nằm bệnh, con cháu đều cho tiền nhiều hơn, ông vẫn làm Phật sự sạch sẽ. Các con may quần áo mới cho ông, bộ nào thì ông tặng hết bộ nấy. Có lần như đồng đạo ghé thăm và nói, bác gắng tu khi chết có ấn chứng để người đồng tu nương theo với. Ông trả lời, từ khi phát tâm tu hành, lúc nào tôi cũng cố gắng buông xả những điều gì trước đây mà mình ham muốn như danh lợi tình, để thân tâm được an định. Chứ còn tu mà muốn được ấn chứng này nọ, tôi không có nghĩ đến. Mà quý đồng đạo khuyên tôi ráng tu cho có ấn chứng, tôi thành thật rất cảm ơn. Khoảng cuối tháng 5 năm 2009, sức khỏe ông yếu dần. Vào ngày 23, ông đi cầu nhiều lần rồi không chịu ăn nữa. Con ông rước y tá chích thuốc và vô nước biển cho ông, nhưng ông không chịu. Lúc này ông không nói chuyện được nữa, chỉ ra dấu và viết chữ thôi. Nhìn ăn đến ngày thứ tư, các con ông thấy ông suy nhiệt quá nên nóng lòng, nhiều lượt cố tình nài nỉ và ép thúc ông truyền dịch. Ông đành miễn cưỡng chấp thuận. Nhưng càng truyền dịch thì thân thể ông bị bức ngặt tồi tệ hơn. Chiều ngày 29 tháng 5 năm 2009, cô con gái thứ sáu ngồi bên cạnh ông. Ông lấy tay viết ba chữ
ráng lo tu. Sáng hôm sau, ngày 30 tháng 5 2009, khi y tá đến dự định chích thuốc khỏe cho ông nhất định cự tuyệt. Thấy ông mệt nhiều, cô con gái thứ ba liền hỏi ý ông tắm rửa thay y phục mới rồi giờ ra nhà trước hộ niệm cho ông phải không. Ông gật đầu. Cô bèn gọi điện thoại cho cô em gái thứ sáu đang bán tàu hũ ở chợ về gấp. Khi mọi việc hoàn tất, các con vây quanh hộ niệm, cô Sáu nói với ông: "Bây giờ gần 10 giờ rồi, ba có theo Phật thì đi, đừng có chờ ai hết, vì về không có kịp đâu ba ơi." Cô vừa nói xong thì ông An Tường chút hơi thở cuối cùng. Lúc đó 9:10 sáng, ông hưởng thọ 87 tuổi. 8 tiếng đồng hồ sau, tay chân thi thể ông mềm dịu, đỉnh đầu ấm nóng, mặt mày hồng hào tươi vui. Cũng trong ngày tang lễ, có đồng đạo sáu phối tham dự và tường thuật lại rằng: "Bữa 28 tôi ghé thăm ông, tôi có hỏi, bộ ông tính theo Phật hay sao mà có uống thuốc, chích thuốc và ăn uống gì hết vậy? Ông liền đưa lên 2 ngón tay, tôi nói, vậy là ngày 30 ông về Phật à?" Ông gật đầu. Thuật theo tập hồi ký của ông và hai cô Kim Nhân, Kim Dân con ông. 84. Nguyễn Văn Phụng, 93 tuổi. Đức cả nhân từ, hòa đồng thương mến mọi người, công quả không nài gian lao vất vả, đượm nhuần tinh thần nhẫn nhục hỷ xả. Trung kiên đạo sự, trùng hưng ngôi bửu hòa tự, tu trì chẳng kể già bệnh yếu suy, sáng đẹp gương hạnh trí tuệ từ bi. Ông Nguyễn Văn Phụng tự là Hai Vĩ, tục gọi là ông Hai Từ, sinh năm 1917, nguyên quán tại Xẻo Môn, Cần Thơ. Ông là anh thứ hai trong gia đình có 9 anh em. Khi đến tuổi trưởng thành, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Năm, sinh được 4 người con, mất hết 3 người, chỉ còn người con trai út. Cha mẹ của ông ruộng đất rất nhiều, nhưng khi lên 27 tuổi, do mến mộ Phật Pháp nên ông rời bỏ gia đình vợ con, về vùng An Giang Châu Đốc để học đạo tu hành, thọ trì quy giới, dùng chay kỳ và sớm chiều lễ bái sám nguyện, noi theo tông chỉ, học Phật tu nhân, sống đời sống tại gia cư sĩ, thiểu dục trì túc. Ông định cư tại thị trấn Cái Dầu, tỉnh An Giang. Hàng ngày ông làm thuê làm mướn để độ Nhật. 5 năm sau, bà vợ mới tìm gặp lại ông, bà cũng phát tâm tu giống như ông. Ở ông toát lên vẻ hiền từ, chất phác, điềm đạm và nhân hậu. Ông bình đẳng đối xử với tất cả mọi người, nên ai ai cũng kính mến ông. Hai ông bà thường lui tới chùa Bửu Hòa gần nhà để làm công quả và học hỏi Phật Pháp. Năm 1975, giáo hội giải thể, ngôi Bửu Hòa tự trở thành hoang phế. Mỗi lần đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh thiền môn là mỗi lần ông nghe trong lòng buốt xé và tiếc nuối. Tâm nguyện tam bảo được mãi mãi thường trụ, để ánh sáng Phật Pháp luôn tỏa rạng khắp ngàn phương và lưu truyền hậu thế những mong lợi lạc muôn loài. Tâm nguyện ấy cứ da diết trong ông và ngày một lớn dần. Sang năm sau, ông giao phó việc nhà cho con trai và dâu để mình vào chùa lo hương khói nhang đèn. Và cái tên ông Hai Từ cũng bắt đầu từ đó. Đời sống sinh hoạt vật chất vào thời điểm ấy quả thật là thiên nan vạn nan. Mọi thứ từ ăn, mặc cho đến ở đều thiếu thốn trầm trọng. Nhưng đối với ông thì chẳng ảnh hưởng chút nào. Bởi vì ông luôn tri túc nên thường lạc, lòng luôn an vui, nhẹ nhõm như một phiến mây. Bữa cơm của ông rất đơn sơ, chỉ cần một nắm đọt lá sâm là xong. Vậy mà sức khỏe rất bình ổn. Đời tu của ông quả thật vui với đạo, an cảnh bần, bao tiếng chê khen mặt thế nhân, chẳng bận tình đời nhiều ấm lạnh, chung quy ai cũng đến mộ phần. Ngắm hồng trần tợ phù vân, hết tụ rồi tan mãi xoay dần, tháng lụng năm tàn trong chớp mắt, ráng lo giải thoát thoát ngục trần. Mãi mê tu rất chuyên cần, tịnh độ là quê phải gửi thân,
sớm tối trọn vui câu lục tự, chắc chắn liên hoa nhập thức thần. Tinh thần của ông thường thanh thản, lúc nào cũng vui với lời kinh tiếng kệ, nhất là câu Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hiện tại an lạc, ông tin bằng niềm tin sắt đá rằng tương lai của mình sẽ là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cuộc đời của ông gắn bó với ngôi chùa Bửu Hòa theo thời gian thăng trầm biến động, trải qua nhiều cam go khó khăn trắc trở mà ông cùng một số bạn đạo đã lèo lái vượt qua. Cuối cùng, chùa được trùng tu khang trang và mừng lễ lạc thành vào năm 2005, lúc này ông 88 tuổi. Từ đó, chùa tổ chức tu học thường xuyên, đặc biệt là Phật thất định kỳ mỗi tháng một lần, mỗi lần là 10 ngày. Mặc dù tuổi hạc đã cao, nhưng ông vẫn tham gia đều đặn các kỳ Phật thất và công khóa tu niệm của đại chúng, ông chưa hề thiếu vắng buổi tu nào. Đây quả thật là tấm gương sáng lạng hàng hậu tấn, chúng ta cần phải noi theo. Năm 2010, vào khoảng tháng 4, sức khỏe của ông có phần suy kém. Con cháu rước ông về tư gia lo bề phụng dưỡng, nhưng cứ vài ngày là ông chống gậy đến chùa một lần. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2010, ông bảo người nhà đến chùa mời quý cô trong ban trù phòng đến hộ niệm cho ông, vì các cô này thường đi đó đây để hộ niệm. Trưa hôm ấy, khi các cô đến, vừa bước vô nhà, ông đã lên tiếng. Các cháu hộ niệm cho bác hai rất cảm ơn các cháu. Bác mệt mà các cháu niệm Phật cho bác cảm ơn các cháu rất nhiều. Bác niệm Phật để tạ cái ơn của các cháu, chứ không biết lấy cái gì để đền bù công ơn của các cháu. Ông lặp lại đến 3 lần như vậy. Khi các cô hộ niệm xong, đến kỉnh lễ ngồi tam bảo để ra về, thì ông nói, cảm ơn hết các cháu hộ niệm cho bác hai. Bác hai ra đi về Phật, bác hai cũng mang ơn các cháu. Ông cũng lặp đi lặp lại nhiều lần câu cảm ơn như thế. Kế đó, ông cho biết 12 giờ ông sẽ theo Phật. Ngày hôm sau, khi quyến thuộc và đồng đạo nô nức kéo đến, ông nói, thôi, ồn ào quá, không có thanh tịnh, không có đi. Đến khuya ngày 15 tháng 9 năm 2010, ông mệt nhiều, mọi người xúm lại hộ niệm, ông chắp tay giữa ngực niệm Phật theo. Âm thanh nhỏ dần, rồi dứt hẳn. Môi se sẻ động, rồi từ từ cũng ngưng. Rồi ông thanh thản trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, đúng 11 giờ 45 phút, ông hưởng thọ 93 tuổi. Khi đó, trên nóc nhà của ông có một luồng ánh sáng nhiều màu, chói sáng, rực rỡ. Qua 8 giờ sau, các khớp xương mềm mại, toàn thân đều lạnh, duy có đỉnh đầu còn ấm nóng. Thuật theo lời Nguyễn Thị Kim Hương, con dâu thứ út của ông và đồng đạo Năm Phụng. Phụng 15. Mai Văn Trung, 81 tuổi. Xài cho người khác, ông như một ông hoàng rộng rãi. Xài cho riêng mình, ông như một người keo kiệt. Đó là ông Mai Văn Trung, sinh năm 1923, nguyên quán, ngã 7, Phụng Hiệp, Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Mai Văn Dậy, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Quyến. Ông là con thứ 6 trong gia đình, có 7 anh em. Năm 1940, lúc 17 tuổi, ông có cùng thân phụ đến làng Nhân Nghĩa, Sà No, quy y Tam Bảo, chính thức trở thành cư sĩ tại gia. Mỗi tháng ăn chay 4 ngày và sớm chiều lễ bái sám nguyện. Năm 33 tuổi, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Năm, sinh được 8 trai 3 gái, định cư tại ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Gia đình ông sinh sống bằng nghề làm ruộng và buôn bán cây lá. Bản tính ông chân thật, cần kiệm, siêng năng, lại hiếu thuận từ hòa. Năm 1979, ông phát tâm trường chay. Lúc này ông 56 tuổi. Một đêm khuya nọ, ông tâm sự với vợ rằng: "Bà ơi, giờ thì thôi, làm cho gia đình vợ con hoài, còn ông bà cha mẹ ai lo? Tôi giao hết cho bà để tôi đi tu."
Bà vui vẻ đáp: tưởng đâu ông giận hờn vợ con, ông đi tu thì tôi không chịu. Còn cái này ông nói ông đi tu để ông cứu vớt ông bà tổ tông. Thì thôi, ông đi thì đi, tôi nhận nuôi mấy đứa. Kể từ dạo ấy, ông rời khỏi gia đình, đến tá túc tịnh thất của các huynh đệ hoặc chùa am, chuyên tâm tham gia các công tác từ thiện và nỗ lực tu học, chăm chỉ hành trì pháp môn tịnh độ cho đến ngày về với Phật. Ông thường đi xin gạch để trùng tu các chùa, đình hoặc phòng thuốc nam. Công trình lớn nhất là chùa Bửu Hòa và đền thờ Nguyễn Trung Trực. Ngoài ra thì là quyên tiền để giúp cho người nghèo khó, người già đang lâm cơn bệnh tật và những sản phụ không đủ phương tiện khám bệnh và điều trị thuốc thang, hoặc các gia đình gạo cơm eo hẹp. Cách làm việc của ông đâu ra đó, có sổ chi thu ghi rõ số mục, ngày tháng hẳn hoi. Ông thường kết hợp với chính quyền địa phương để đi quyên góp, hoặc chính quyền địa phương ký giấy xác nhận, rồi ông đi đến từng nhà để kêu gọi mọi người tùy hỷ đóng góp. Nhưng đâu phải làm việc tốt lành là được tất cả mọi người ai ai cũng tin tưởng và vui vẻ ủng hộ cả đâu. Thường thì ông phải đón nhận biết bao lời lẽ dèm pha soi bói, thậm chí mắng chửi tận mặt. Vốn là một phàm phu, một chúng sanh đang tu tập, chứ không phải là Phật hay Bồ Tát, tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh trắng phao như lông cò, nên đôi khi ông nghe xong hai dòng lệ bất giác tuôn chảy ngậm ngùi. Điều đáng để cho chúng ta kính phục là khó khổ cách mấy, ông vẫn giữ vững lập trường của mình, không thối chí nản lòng, chùn chân lùi bước, như lời răn nhắc của cổ đức: muốn tươi sắc ngọc sắc ngà, đừng buồn những lúc người ta giũa mài. Càng nhiều thử thách đắng cay, càng thêm sáng tỏ tương lai tu hành. Xưa nay những vị đạo thành, vị nào cũng gặp muôn nghìn gian lao. Nghiệp lâu nay chất ngất cao, không đợi đục phá thì nào nó tan. Tu hành thì phải kiên gan, thân dù sao cũng Phật đàn cứ đi. Đi cho đến cõi liên trì, để hoàn toàn được thoát ly hồng trần. Ông cũng thường tâm sự với các em cháu rằng: hãy xem những nghịch cảnh trái duyên là quà tặng trong cuộc sống mà thế gian đã trao tặng cho chúng ta. Chúng ta đừng nên nhận mà ráng cố gắng niệm Phật, mới có thể cất bước về Tây Phương Cực Lạc được. Nếu cứ mãi bận bịu với những dây mơ rễ má đó thì chuyện giảng sanh vẫn là chuyện xa vời. Những năm cuối đời, ông chuyên đi hộ niệm và làm khung hình Tam Bảo, hình Cửu Quyền và hình Tổ Thầy, hầu tạo điều kiện cho mọi người có phương tiện thờ phượng lễ bái. Về phần sinh hoạt riêng cá nhân, ông rất là kiềm ước, từ ăn mặc cho tới dùng xài đều đơn giản đến mức hết nổi không thể tưởng tượng. Như đôi khi đến bữa ăn, nước tương ông cho nước vào kho sền sệt là có thể dùng với cơm qua ngày. Vậy mà sức khỏe của ông khó có ai sánh cùng. Khi ông ốm đau, chỉ uống thuốc đăng, chưa hề tốn tiền mua thuốc tây hay thuốc bắc. Người bạn đồng hành dạy nắng dầm mưa, cùng chúng làm công tác từ thiện với ông là chiếc xe đạp Trung Quốc cũ kỹ nặng ịch. Nhiều lần đang chạy thì rớt cái này, rớt cái nọ ra ngoài. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn bước xuống, lượm lên, gắn nó vô, rồi cọc cạch chạy tiếp. Khi tệ quá không còn chạy được nữa, ông mới đem đến nhờ thợ sửa chữa. Con cháu của ông cho ông tiền dư sức để mua xe rim sắm cúp, thế mà ông vẫn không thay chiếc xe đạp cà tàng nặng ịch này. Có lần cô Năm Phụng đề nghị: bác Sáu ơi, con cháu cho tiền, sao bác không mua chiếc xe đạp nhẹ để chạy? Ông trả lời: thôi, để tiền làm từ thiện. Ông có hai túi tiền, một là tiền riêng do con cháu cho ông, một là do quyên góp. Thường khi đi giao mấy chục cái khung hình, lỡ tay bất cẩn ngã xe bể kiến thì dùng tiền nhà đắp vô. Từ cái dầu ông xuống kinh sáng cây dương, kinh sáng vịnh tre, từ chùa Từ Quan để giao tặng cho bà con đồng đạo cũng bằng chiếc xe đạp cà tạng đó. Giữa đường mệt thì ông dừng lại nghỉ, khác thì vào nhà người ta xin nước lu để uống. Ông chưa hề ghé quán hay mua bất cứ thứ gì để ăn uống trên đường cả. Xài cho người, ông như một ông hoàng; xài cho mình, ông như một người keo kiệt. Có lần ông cùng cô Năm Phụng đi đến nhà đồng đạo để trang trí ngôi Tam Bảo.
Trời trưa, nhà lợp thiết, nắng nóng như đổ lửa. Nó muốn điên chứ chẳng phải nóng dừa. Mồ hôi lã chả ướt cả áo quần. Kẻ cưa, người đục, cổ cháy khô mà không một lời đòi hỏi. Tự động ra khạp, lấy ca, bút nước uống. Tranh thủ xong, ra về. Trong túi có tiền nhiều lắm mà đâu có ghé tiệm. Để đi riết về nấu cơm luộc rau. Khi đang dùng bữa, ông nói: "Như vậy mới đúng theo lời Phật dạy. Ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu. Chứ đừng có ăn xài sung sướng quá, mình quên đi cái đạo, rồi trưởng dưỡng xác thịt thì bỏ tu phế đạo." Thỉnh thoảng quanh vùng nơi ông cư trú có nhu cầu hộ niệm, ông rất nhiệt tình hỗ trợ các em cháu. Thường ca 12 giờ hoặc 1 giờ khuya đến 4-5 giờ sáng là ca của ông. Ông ngồi kiết già niệm cao thanh suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn tỉnh bơ. Không biết năng lượng ấy ông đã lấy từ đâu. Ông thường dặn dò đi, dặn dò lại với các em cháu: "Mình muốn về Phật thì phải tin sâu, nguyện thiết, hành thâm. Mỗi ngày ít nhất phải 3 thời lễ niệm, mỗi thời ngồi ít nhất là 1 giờ đồng hồ. Nếu khỏe thì nhiều hơn. Thành tâm lại Phật, niệm Phật mới về cõi Phật được. Còn làm phước chỉ là hưởng phước hữu lậu thế gian mà thôi. Hưởng thì có ngày cũng hết. Dù vua chúa sang trọng gì rồi cũng phải chết. Chỉ có thành tâm chí tâm niệm Phật mới mong được về cõi Phật. Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc." Đến cuối tháng 7 năm 2007, ông bị sốt, uống thuốc nam hoài mà không bớt. Nên nách bên trái của ông có nổi một mục bằng đầu ngón tay. Mấy năm nay, ông đang tu ở nơi tỉnh thất của cô Ba Xuyến và cô Năm Phụng tại cầu chữ S, trên nhà ông một đổi. Hay tin ông bệnh, con cháu đến thăm, tình nghi, bèn đưa ông đi bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật. Nằm viện hơn một tuần thì về nhà an dưỡng. Chẳng bao lâu thì nơi bả vai trái của ông nổi lên liên tiếp 4 mục lớn bằng cái bánh cam, không đỏ, không đau nhức gì hết. Ngày 12 tháng 9 năm 2007, cô Đâm Phụng ghé thăm. Ông tâm sự: "Thôi, cuộc đời này chắc bác phải ra đi. Hai cháu ráng tranh thủ hộ niệm cho bác. Bữa nào bác sai mấy đứa lên kêu hai cháu xuống hộ niệm cho bác. Hai cháu niệm 3 ngày thì bác sẽ ra đi, cho nó rồi đi." Cô nhẹ nhàng thưa: "Bác ơi, năm nay bác đã 80 mấy tuổi rồi. Con đường về xứ Phật mình đã chuẩn bị thì mình về đi. Bác đừng có lo gì nữa hết. Ở ngoài chúng cháu lo cho bác, gia đình lo cho bác. Bác yên tâm niệm Phật. Bác phải phát nguyện với Đức Từ Phụ A Di Đà. Con là Mai Giang Trung, 81 tuổi. Nhờ ơn Đức Phật gia hộ cho cái ngày ra đi về xứ Phật của con được nhẹ nhàng thân thể, để con tĩnh tâm niệm Phật." Sáng ngày 14, ông cho gia đình biết là hôm nay ông theo Phật, nên sai con ra chùa Bửu Hòa lấy áo tràng cùng khăn đóng cho ông. Đồng thời cũng bảo các con kiếm bông, kiếm hoa để dâng lên bàn Phật, cho mời các vị bạn đạo đến niệm Phật cho mình. Bà vợ nghe ông nói như vậy, bèn vội vàng đi ra chợ mua một lồng chim phóng sanh về để hồi hướng cho ông. Xong trở về thuật lại cho ông nghe. Ông liền nói: "Bà ra chợ mua cá đi." Bà lót tót cầm thùng quầy ra chợ lần nữa. Mấy ngày trước, Đệ Gương ở chùa Bửu Hòa có ghé thăm ông, vì năm 2002 ông đã ở chùa Bửu Hòa hơn 2 năm tu chung với Đệ Gương. Đệ Gương thương kính ông lắm. Đệ có hỏi: "Ông Sáu à, ông đau như vậy mà ông biết ngày chết của ông không?" Ông bình thản đáp: "Biết chứ sao không mày. Ngày 14 tao chết, mày kêu đồng đạo đến hộ niệm cho tao." Vì vậy khi về chùa, Đệ đã thuật lại cho cô chính dân hay. Nên sáng ngày 14, cô đã cùng Đệ Gương tới nhà ông. Đến nơi khi chào hỏi, ông mừng lắm. Ông nắm tay cô và nói: "Chính mới qua hả?" "Dạ, con qua đây hộ niệm đưa bác về Tây Phương." Rồi cô Chính hướng dẫn Đệ Gương cùng các con của ông quét dọn gian phòng và dời giường ông nằm ra giữa phòng để ngồi hai bên trợ niệm, đồng thời chân bông qua trên bàn Phật. Mọi việc xong xuôi, cô cất tiếng niệm gian dội. Đệ Gương không chuyên hộ niệm, âm thanh quá nhỏ nên cô mới điện thoại mời hai vợ chồng út quen cũng là trưởng đoàn hộ niệm. Khi hai vị lên tới,
Ông vô cùng mừng rỡ, nắm tay Út quen và nói: Út ơi, Út với Chính ráng đưa tôi về Tây Phương nghe. Dạ, chú Sáu cứ an tâm. Rồi chú Út xoay qua nói nhỏ với cô Chính: Sao mà thấy ổng tỉnh bơ vậy Chính? Ừ, tỉnh thì tỉnh, mà đi thì đi. Thế rồi mọi người đồng niệm cao thanh, ông cũng niệm Phật theo. Được hơn nửa tiếng đồng hồ, con gái Út của ông mới điện thoại cho người chị thứ 9. Sao mà ba mình còn sống? Ông mạnh, ông nói chuyện tỉnh bơ, còn ngồi còn đi, mà mấy bà kéo ông ra hộ niệm chị ơi. Cô chị không bằng lòng, la lên: Trời ơi, đuổi mấy bà ra đi, làm gì? Ba còn sống mà hộ niệm cho chết vậy? Những người nhà lân cận cũng lên tiếng: Chàng ơi bác Sáu còn nói chuyện leo lẻo chết chóc gì mà làm ôm sòm bác nhã vậy? Chú Sơn con ông sợ mọi người buồn, liền lên tiếng: Chính ơi, Chính tụng kinh đi Chính. Chàng ơi, ổng kêu niệm Phật mà mày kêu tụng kinh. Chính ơi, Chính đừng có buồn, em con nó sợ ba con chết, nó nhắn tin về, nó không cho hộ niệm. Ông nắm tay cô Chính tha thiết nói: Chính dân, Chính niệm đi Chính dân. Thấy ông tha thiết quá, mọi người tiếp tục niệm thêm. Hơn nửa giờ sau, có tin nhắn về không cho hộ niệm. Mọi người ra ngoài đứng sớ rớ, tâm ý còn đang lưỡng lự, tiếng thối đều khó khăn. Khi trở vô thì ông bảo: Niệm nữa đi Chính dân. Thế là tiếp tục niệm thêm một lát nữa, rồi cũng tin nhắn không cho hộ niệm. Lúc vợ ông đem cá thả xong xuôi, về đến nhà thì phái đoàn của cô Chính dân đã âm thầm rút quân, không dám cho ông hay. Khoảng 12 giờ rưỡi, cô Ba Xuyến và cô Năm Phụng xuống tới. Ông đang hối thúc các con lo đặt bàn kiếm bình bông để lên. Trong khi đó đã có đầy đủ rồi, nhưng vì con ông sợ ông chết nên đã cất giấu. Cô Năm lại gần bên cạnh nói với ông rằng: Bác Sáu ơi, bình bông là giả, gia đình cũng là giả, bàn Phật cũng là giả luôn. Bây giờ bác phải nhất tâm niệm Phật, tâm ý hiệp nhất, hướng về Đức Từ Phụ A Di Đà, nhờ Đức Từ Phụ A Di Đà phóng quang nhiếp thọ. Bây giờ không còn lo nghĩ ra bên ngoài và nói chuyện bên ngoài nữa nghe bác Sáu. Con niệm, bác niệm. Nói xong, cô và cô Ba Xuyến cùng niệm lớn lên, ông cũng niệm theo. Đến một giờ, cô ông khóc, ông nói: Sao ông lo niệm Phật mà khóc? Cô Năm xen vào: Thôi bác ơi, tâm ý hiệp nhất, Phật A Di Đà mới tiếp độ. Nếu mà tâm bác còn động ra bên ngoài thì không về Phật được ngang bác. Con niệm, bác niệm. Từ đó trở đi, ông không còn phân tâm nữa. Đến khoảng 2 giờ rưỡi chiều, âm thanh niệm Phật của ông nhỏ dần và dứt hẳn. Mùi vẫn còn cử động niệm Phật theo mọi người. Khi kiếp đồng hồ chỉ đúng 3 giờ chiều thì mỗi ông ngừng lại, đôi mắt từ từ khép kín, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Hai tay vẫn còn chắp lại giữa ngực. Nhằm ngày 14 tháng 9 năm 2007, ông hưởng thọ 81 tuổi. Lúc ông vừa mất thì người cháu, con anh thứ hai của ông, bước đến gần dự định sửa hai tay xua cho thẳng thốm đàng hoàng. Ba hộ niệm ngăn lại và hứa rằng nếu khớp bị cứng thì sẽ có cách xử lý. Hộ niệm tiếp tục khi tàn ba cây hương. Cô Đâm mới khấn nguyện: Bác Sáu ơi, thần thức của bác Mai Văn Trung, nếu sống thì khôn, thác thì thiên. Khi về với Phật nơi cõi giới an lành thì bác hãy để lại cho thế gian này biết được cảnh tượng của người tu ra đi như thế nào. Cô đang nguyện chưa dứt câu thì hai bàn tay của ông đang chắp nơi ngực tự động rời ra, rơi xuống nghe một cái phịch. Ai nấy đều giật thoát cả người. Thời gian sau, cô con dâu thứ sáu của ông, tức là vợ của chú Lộc, một hôm nằm mộng thấy ông mặc áo tràng, đồ khăn đóng, đến nói với cô rằng: Con cho thằng Lộc nó hay, bà đã về Phật rồi. Mấy đứa ráng lo tu hành, ráng lo niệm Phật. Thuật theo lời Nguyễn Thị Năm, vợ của ông và đồng đạo Năm Phục. 86. Nguyễn Văn Tiểu, 83 tuổi. Ông Nguyễn Văn Tiểu sinh năm 1926 tại ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Tính, thân mẫu là cụ bà La Thị Ngọc. Ông có 6 anh em,
ông là người con thứ 6 trong gia đình. Năm lên 23 tuổi, ông kết hôn với bà Phan Thị Giỏi. Qua 7 lần sinh nở, tất cả đều mất sớm, duy chỉ còn cô con gái thứ 3 tên Nguyễn Thị A. Thuở thiếu thời, ông sống bằng nghề làm thuê hoặc cắt lúa mướn, sau đó chuyển sang thợ mộc. Ông tính tình thẳng thắn, đặc biệt là rất nóng nảy. Đời sống sinh hoạt ông rất gói ghém, kiệm ước, chừng mực. Cơ thể vô cùng tráng kiện, mãi cho đến 70 tuổi mà sức khỏe vẫn như một tráng niên. Tháng 6 năm 1945, ông có dự buổi thuyết pháp tại Thốt Nốt. Nhờ nhân duyên này mà ông tín hướng về Tam Bảo, phát tâm dùng chay mỗi tháng 4 ngày, mỗi năm 3 tháng và sớm chiều 2 thời lễ lại. Ngoài ra, ông thường hay đọc kinh sách những khi nhàn rỗi, lúc ấy ông 19 tuổi. Người anh ruột thứ hai của ông là ông Hai Quắn đã phát tâm tu hạnh ly gia, rày đây mai đó chuyên lo hành đạo vào những thập niên 60-70. Thỉnh thoảng, ông Hai về thăm nhà, đồng thời giảng giải Phật Pháp cho thân quyến nghe, nhất là lý nhân quả luân hồi, tội phước báo ứng, khuyên ông đổi lại cúng chay vào những ngày lễ giỗ trong năm của gia đình. Vì lúc ấy, ông là chủ ngôi từ đường chuyên lo phần tế tự. Cũng nhân những dịp này, ông Hai mời rất nhiều thiện tri thức về dự đám. Nhờ đó, ông được gần gũi và đã kết giao với các vị, nên sự hiểu biết về lý đạo ngày một sâu rộng hơn. Năm 1982, người bạn đường lâm bệnh tê liệt đã nhiều năm, qua đời. Ông bèn phát tâm trường chay, nhưng chưa bao lâu thì bỏ cuộc. Lúc đó ông 56 tuổi. 2 năm sau, người con rể duy nhất cũng nối tiếp qua đời. Đến năm gần 70 tuổi, ông giao phó hết mọi chuyện gia đình cho con cháu, đêm ngày kết bạn với sách đàn, kinh sám. Quyển mà ông thích nhất vẫn là phẩm Đường Giải Thoát. Tính tình của ông dần dần đổi khác, nhân từ, hòa nhã, ai cũng mến kính, dễ gần. Năm 73 tuổi, ông dõng mãnh phát tâm trường chay trở lại. Đôi lúc tưởng chừng giữa đường gãy gánh, nhưng ông cương quyết nhẫn nại cho đến giây phút sau cùng. Nhất là những khi cơ thể suy sụp, nhìn đến cơm là ngao ngán, ông thường nói với con cháu, thà chết thì chết, chứ không trở đũa. Khi cơm không nuốt vô, thì ông chuyển sang dùng bánh, dùng bún, lầy lất qua ngày. Thật là khó khăn lục dục thất tình, cố ngăn sẽ được, cố gìn thì nên. Có điều cần nhớ chớ quên, hơn nhau chỉ một chữ bền mà thôi. Nay chưa xong được thì mơi, mơi chưa thì mốt, cũng rồi chẳng không. Thích ca cũng phải dày công, chớ đâu đạt được lục thông nhất thời. Thiện nam tín nữ khắp nơi, cũng nên lấy đó để soi kẻo lầm. Tu hành có được nhất tâm, thành công chắc chắn như cầm trong tay. Năm 2004, ông 78 tuổi. Do mắt bị cườm đá nên ông phải phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ. Từ đó, ông lần lần dứt bớt việc nghiên cứu kinh điển, chuyên chú vào công phu hành trì nhiều hơn. Sau mỗi thời công phu lễ bái, ông vào mùng ngồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Những năm gần cuối cuộc đời, sức khỏe của ông xuống dốc rõ rệt, thường hay sanh bệnh nhưng không nặng lắm. Cho đến đầu tháng 11 năm 2008, đột nhiên bạo phát, thân nhân đưa vào Bệnh viện Hoàng Mỹ ở Cần Thơ. Bác sĩ nơi đây chẩn đoán là xơ gan giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Ông yêu cầu gia quyến, mấy đứa nên đưa ông về nhà niệm Phật mà chết, chứ đừng để chết ở bệnh viện. Nằm viện 3 ngày, con cháu xin bác sĩ cho ông ra về. Khi biết mạng sống của mình chẳng còn bao lâu, ông buông bỏ tất cả, dồn hết tâm trí thành vào câu lục tự. Ông nhếp môi niệm theo chiếc máy mà cháu ngoại đặt bên cạnh suốt cả ngày đêm, tha thiết nguyện sớm trực đáo Tây Phương. Đôi ba phen ông than thở với con cháu về việc làm không hay, không tốt hồi quá khứ của mình như cho vay. Những mong con cháu thay ông hành thiện tích phước để bù đắp lại những lỗi lầm xưa. Cũng từ đó, con cháu phát hiện ra một điều là bao nhiêu nóng nảy, gắt gỏng, khó khăn nơi ông đã biến mất từ bao giờ. Dường như ông là một con người hoàn toàn mới. Đúng như
gặp khi đời thử quá sức mình, thường sa ngã khôn kình chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cải hối, phải thành tâm chớ dối trong lòng. Những điều mình chưa gội rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên tinh khiết, tội lỗi không còn việc tái lai. Trước kia dù nhiều việc lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Cũng từ lúc đó, chứng bệnh quái ác đã hành hạ ông dữ dội, bụng và chân sưng lên, đau đớn vô cùng, có khi phải rên thành tiếng. Suốt 2 tháng rưỡi trên giường bệnh trả nghiệp, thân quyến lẫn đồng đạo thường xuyên ghé thăm an ủi và khích lệ. Ông càng khẩn thiết trì niệm thêm hơn. Có lần cháu ngoại đến bên cạnh khuyên ông: "Ngoại ơi, số mạng con người thì ai cũng phải chịu, ai cũng phải chết hết. Nhưng nhờ mình biết được Phật Pháp, nghe lời Thầy dạy, nên mình phải ráng cố gắng niệm Phật để giảng sanh về cực lạc. Mà được giảng sanh về cực lạc rồi thì mới không còn bị sinh tử luân hồi nữa. Chứ còn ở ta bà này thì mình phải nhận chịu vô lượng, vô biên khổ đau mà thôi." Nghe xong ông gật đầu nói: "Ngoại cũng biết rõ điều đó, ngoại cũng ráng cố gắng để thoát khổ." Ngày 23 tháng 1 năm 2009, ông nôn ra rất nhiều, chất nôn có màu đỏ. Thể lực suy kiệt rất rõ, gia đình mời chư đồng đạo đến hộ niệm cho ông. Cuộc hộ niệm và cầu an bắt đầu tiến hành ngay trong chiều hôm đó. 3 ngày liền trợ niệm liên tục, ông nhép môi niệm theo. Âm điệu rất thanh thao, rành rẽ. Mặc dù lúc ấy tay chân đau nhức nên ông cử động liên hồi, ít khi được lặng im. Đúng 9 giờ 50 phút sáng ngày 25 tháng 1 năm 2009, ông nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 83 tuổi. Trước khi mất vài chục phút, ông khỏe khoắn trở lại, nằm yên không còn bứt rứt, dây trở, ngặt mình như trước nữa. Lúc ấy, ông hướng mắt ngắm nhìn từng người đang trợ niệm cho ông, dường như tỏ lòng tri ân. Rồi ông xoay sang trái nhìn chân dung Đức Phật A-di-đà mà một liên hữu trong ban hộ niệm đã treo trên vách. Sau đó ông đưa mắt về giữa, nhìn thẳng lên trần nhà, rồi an tường ra đi, tự sửa tay chân ngay ngắn. Cuộc hộ niệm vẫn được duy trì mãi cho đến giờ nhập mạch. Cô đồng đạo trong ban hộ niệm dò tìm điểm nóng, nhận thấy các nơi đều lạnh, chỉ có đảnh đầu rất ấm. Một vị liên hữu đã nhận xét: "Tôi hộ niệm đã nhiều ca, thấy ông Sáu ra đi là nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn hết." Thuật theo lời Đặng Quốc Tuấn, cháu ngoại của ông và ban hộ niệm.